mà những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Ca tam giới thừa ân phổ cập Adam, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tức rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh 207. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và như pháp kính cảm ơn Minh Bát Đa Thả đã cho bài học, và con kính dâng Minh Thánh Sư ạ. Dạ, sa thú làm thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Cô tu nữ thân chào chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ 207. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Ba la sang gata chari hi. Cái chữ hi đó tách rời ra nha, xin thưa quý vị. Ba la sang gata chari hi. Đoạn thứ hai: Đi kha mắt tha na so chát tí. Đi kha mắt tha na so chát tí. Đoạn thứ ba: Đúc khô ba lê hi sang qua sô. Đúc khô ba lê hi sang qua sô. Đoạn thứ tư: Amit tê nê qua sáp pa đà. Amit tê nê qua sáp pa đà. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ủa, có đoạn thứ năm nữa. Dạ. Xin sám hối quý vị. Dạ, đoạn thứ năm: thi rô cha xúc khá sang qua sô. Thi rô cha xúc khá sang qua sô. Đến đoạn thứ sáu: nha ti năng quá sa ma gạ mô. Nha ti năng quá sa ma gạ mô. Dạ. Sáu đoạn. Câu kệ này có đến sáu đoạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn 1 của câu kệ chúng ta thấy gồm có hai chữ, hai từ. Từ đầu tiên: Ba la sang gata chari. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, ba la cộng với là sang gata cộng với chari. Ba la mình dịch ra là người ác ngu. Người thật sự ra đó thì thường mình nghe các vị dịch là người ngu thôi. Nhưng mà người ngu ở đây đó chúng ta hiểu đó, người ác đó, ác tuệ đó cũng được gọi là người ngu. Thành ra chúng tôi dịch là ác ngu. Người ác cũng được gọi là người ngu. Ba la, người ngu. Sangata. Cái từ sangkata đây là một cái quá khứ phân từ của động từ sangacchati. Sangacchati, thành ra đó chữ sangkata này nè, dịch ra là gặp nhau, gần gũi, để chung chạ. Còn từ chari,
Achari đây là một cái danh từ cả ba giống, giống nào cũng được, nam, trung, nữ, nam, nữ và trung tính. À, ở đây Chari chia theo chủ cách, số ít. À, thì cái chữ Chari này đó, ở đây mình dịch theo sự và người. À, nếu mà sự đó thì là sự sinh hoạt, làm việc. À, còn người đó thì người sinh hoạt, người sinh hoạt, người làm việc. À, vậy thì nguyên cái hợp từ ba lá xăng cái tách cha ri đó, mình dịch đó là sự sinh hoạt hay là sự làm việc chung với người ác ngu. Còn cái từ hí đứng riêng, đây là một bất biến từ, à, có nghĩa là thật vậy, quả vậy, đúng vậy. À, đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có hai từ. Hai từ, từ đầu tiên. Đi khắp mắt thà nã. Đi khắp mắt thà nã. À, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. À, đi khăn cộng với là át thà nã. À, đi khăn là trạng từ dài, à, một cách dài. Athana là athana là atha, à, chia theo cách thứ ba, à, cách thứ ba số ít, thành ra có cái hình thức là ana. Athana. Yeah. À, và nguyên cả một cái cụm từ đi khám mắt tha ná này nè. À, đây xem như là một cái trạng từ, à, chỉ về thời gian. À, mình dịch ra là dài lâu hay là lâu dài. À, một cách dài lâu hay là một cách lâu dài. À, từ cuối cùng xô chá tí, à, đây là một cái động từ, à, động từ này mình học rất là nhiều ở trong cái phẩm, hình như cũng cái phẩm ác, à, phẩm ác mình học cái từ này rất là nhiều. À, xô chá tí là động từ, nó có cái danh từ là xô cá, là sầu. À, thì chữ động từ xô chá tí này đó mình dịch đó là u sầu, phiền muộn. À, phiền phức, u sầu, phiền muộn, phiền phức. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ, từ đầu tiên đúc khô và đúc khá chia theo chủ cách số ít. À, đúc khá mình dịch đó là sự khổ hay là sự bất toại. Từ thứ hai ba lê hí là ba lá chia theo cách thứ ba số nhiều. À, mình dịch đó là bởi những người ngu. Cách thứ ba đó là mình thêm vô cái giới từ do, bởi, với, bằng, theo. À, từ cuối cùng xăng qua xô, xăng qua xá chia theo chủ cách số nhiều, à, xin lỗi số ít. A thành ô, sang qua xá, sang qua xô, sang qua xô, sang qua xá là danh từ của động từ sang qua sắp tí, là sinh sống ở, cư ngụ, cư trú.
Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên á mít tê nê quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là mít tê ná cộng với là ý quá. A là phủ định từ có nghĩa là không, còn mít tê ná là mít tá là thứ ba số ít. À, mít tá là bạn, á phủ định không phải là bạn, không phải là bạn tức là kẻ thù. À, thành ra á mít tá có nghĩa là kẻ thù. À, ý quá, à, đây là một cái từ so sánh giống như ví như. À, từ cuối cùng sapada là một cái trạng từ, sapada là một cái trạng từ thì thành ra nó là vậy đó, không có chia gì hết. À, sapada trạng từ có nghĩa là luôn luôn. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ năm này chúng ta thấy gồm có ba từ từ đầu tiên thi rô thi rá chia theo chủ cách số ít. À, thi rá là người trí, người trí hay là người có trí. À, có chỗ cũng dịch ra là bậc thiện đức. À, người bậc trí thiện nhưng mà có cái đức độ. À, từ tiếp theo chá là liên từ có nghĩa và. Rồi từ sau cùng sukha sangwa so là sukha cộng với là sangwa sa. À, sukha là an lạc, sangwa sa là sống, à, cư ngụ cư trú. À, mình dịch là sống chung hay là ngủ chung. Đoạn cuối cùng à, sukha là an lạc hạnh phúc, rồi sangwasa là sống cư ngụ. Đoạn cuối cùng chúng ta đã có hai từ từ đầu tiên nha ti năng quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra nha ti năng cộng với là ý quá. À, nha ti năng thì là nha tí chia theo cách thứ sáu số nhiều. À, nhà tí dịch là quyến thuộc hay là thân thuộc. À, xin lỗi, quyến thuộc hay là người thân. À, chữ ý quá là một cái từ so sánh bất biến. À, giống có nghĩa giống như ví như samagamu. À, samagamu à, thì à, từ cái từ samagama. À, samagama à, chia theo chủ cách số ít thành ra nó có cái hình thức là ô. À, samagama đó thì mình hiểu đây cũng là một cái gerund ha, của cái động từ samagacchati. À, thành ra đó là samagama có nghĩa là gặp nhau hay là hội họp hay là cu hội, có nghĩa vậy. À, ngày qua Thượng Minh Châu mà dịch là sống chung, gặp nhau hội họp, à, hội tụ đoàn tụ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Hí thật vậy, dạ hí thật vậy. Ba la sangatachari sự sinh hoạt. À, sự sinh hoạt à, hay là sự làm việc chung với người ngu. À, sự sinh hoạt, sự làm việc chung với người ngu.
Su chát tí bị phiền muộn đi khắp mắt tha ná một cách dài lâu, một cách lâu dài. Hay là mình có thể dịch theo cái ngôn ngữ miền Nam đó là bị phiền muộn hoài hoài. Rồi đến đoạn thứ hai, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Sanh qua sô sống chung ba lê hí với những người ngu, đúc khô là khổ, là khổ. Là khổ. Ý quá giống như giống như sanh qua sô sống chung với amit tê na kẻ thù sapada luôn luôn, hay là luôn luôn sống chung với kẻ thù, tức là sống chung với những người ngu là khổ, giống như đó là luôn luôn sống chung với kẻ thù. Rồi đến câu thứ ba, tức là đoạn thứ năm và thứ sáu. Đoạn thứ năm và thứ sáu. Chá và, hay là mình dịch nối đó, thì mình dịch là còn. Còn. Thi rô, bậc có trí. Bậc có trí. Sukha sangwa so, ha, sống an lạc hay là sống hạnh phúc. Ý quá giống như, ví như nha ti năng, ở đây mình hiểu có cái từ là đóng ngoặc, ý quá, đúng rồi, ý quá là giống như, ví như nha ti năng samma gammo. Giống như, ví như đoàn tụ với người thân. Chữ Samagamo mình chỉ là đoàn tụ hoặc là sống chung. Mình dịch đoàn tụ nghe nó êm hơn hay quý vị ha. Đoàn tụ với bà con. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vận và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 207. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vận và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 207. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namāmi Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kệ pháp cú số 207. Câu kệ này
cùng với hai câu kệ nữa là câu kệ pháp cú số 206, 208. Tức là 206, 207, 208. Ba câu kệ này đều nằm trong phẩm Sukha Vagga, phẩm An Lạc, và có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại làng Bê Lú Quá, đề cập đến vua trời Đế Thích. Đó là có một giai đoạn ở trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ Ngài già rồi, Ngài già rồi, gần Niết Bàn rồi. Cho nên đó là cái thân sắc pháp đó mà già nua, thì tất yếu dẫn đến phát sinh nhiều loại bệnh tật. Thành ra đó là Ngài cũng bị bệnh, Ngài bị bệnh kiết liệt. Bây giờ vua trời Đế Thích biết được cái tin này, cho nên đó là vua trời Đế Thích mới từ cung trời Đao Lợi xuống để săn sóc và chăm lo bệnh tật đến Ngài. Cái câu chuyện này quý vị đã nghe hôm thứ hai rồi, thành ra hôm nay chúng tôi nói ngắn thôi hả quý vị ha. Nhưng mà Đức Thế Tôn đó, Ngài nói này, vua trời Đế Thích, đối với chư thiên đó thì cái xác thân của loài người đó rất là hôi hám, đứng xa mấy do tuần đó cũng nghe hôi nữa, thì do cớ gì đó mà vua lại đến đây săn sóc cái thân bệnh của Như Lai. Thì vua trời Đế Thích mới trả lời đó là: bạch Ngài, dầu cho con có đứng cách xa 84.000 do tuần, thì cái thân giới hương, vua trời Đế Thích nói khéo như xin thú vị, cái thân giới hương, cái thân giới đức, giới đức của Ngài đó, thì giới đức là giới hương, cũng tỏa xa vậy đó. Thành ra đó là Ngài quan hỷ để cho con chăm sóc. Mặc dầu đó là Đức Thế Tôn Ngài nói Như Lai đã có chư tỳ kheo rồi là Sa Di lo rồi, nhưng mà vua trời Đế Thích cũng như vậy. Và vua trời Đế Thích một mực tận tụy và tự nguyện nghe xin thú vị, tự nguyện chăm lo bệnh tật cho Ngài. Khi Ngài mà đi 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 đại tiện đó, thì vua trời Đế Thích cũng đem cái đồ đến cho Ngài đi đại tiện nè. Đi đại tiện xong, vua trời Đế Thích lấy cái đó nó đội trên đầu rồi đem đi đổ, cùng kính vậy đó xin thú vị. Thì bắt đầu chư tỳ kheo đó mới bàn tán xôn xao với nhau về cái sự kiện đó, đó. Nói là cái sự yêu kính của vua trời Đế Thích đối với Đức Thế Tôn sao mà to lớn vậy. Cái câu chuyện đó được đến tai Đức Thế Tôn, cho nên là Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời với các cái vị tỳ kheo như thế này. Ngài nói này, các vị tỳ kheo, cái chuyện đó không có chi lạ đâu. Vua trời Đế Thích mà yêu mến Như Lai vậy đó, là vì rằng nè, nhờ Như Lai mà vua trời Đế Thích đã từ bỏ được cái thân ngũ uẩn cũ kỹ để đổi lại cái thân vua trời Đế Thích trẻ trung mạnh khỏe, cộng với là quả thánh dựng luôn, cộng với quả thánh dựng luôn. Thì thành ra đó là vua trời Đế Thích mới có cái sự cung kính kính trọng vậy. Theo quý vị thì cái điều này có hợp lý không, có xứng đáng không? Ví dụ vậy nè, xin thưa quý vị, mình có cha có mẹ, hoặc là có người đỡ đầu, hoặc là có anh chị em, hoặc là có bạn bè nào đó, mà họ chăm lo săn sóc cho mình từ cái ăn nè, giấc ngủ nè, chuyện học hành nè, công ăn việc làm nè, để mình thành nhân chi mỹ đó, thành nhân chi mỹ đó. Đó thì cái người đó đó ha, có xứng đáng cho mình biết ơn, mình ghi ơn, mình tôn trọng, mình kính trọng họ không? Xin thưa quý vị, đã đáng rồi đó. Dạ, đã đáng rồi.
Đó là ai cho mình tiền bạc nè, à, ai cho mình sức khỏe nè, à, ai cho mình danh vọng địa vị nè, ai cho mình công ăn việc làm mà nó ok ha. Từ đó khiến cho mình đổi đời, từ đó khiến cho mình có tiến bộ đó. Đó thì mình đã nhớ ơn người đó rồi, à, mình đã mang ơn, đã tôn trọng, đã kính trọng nè ha, đã nghĩ tưởng nhiều về người đó rồi. À, huống nữa này ha, ở đây Đức Thế Tôn nè ha, à, chẳng những ra hệ gì gì, à, cho vua trời Đế Thích này một cái sắc thân ngũ uẩn mới trẻ trung nè, thay thế cho sắc thân ngũ uẩn mới uẩn cũ kỹ đó. À, rồi nữa này xin thưa quý vị, cái này mới quan trọng nè, quả thánh Tu Đà Quật. Dạ, quả thánh Tu Đà Quật, à, hướng dẫn cách thức để vua trời Đế Thích qua đó thực hành thành tựu quả vị thánh Tu Đà Quần, đóng bốn cái cửa khổ. Đó, thì từ cái chỗ đó làm sao đó mà mình không có cung kính, mình không tôn trọng, mình biết ơn, xin thưa quý vị đó ha. Từ cái chỗ đó đó mà chúng ta mới thường nghe trong kinh đó là bậc thánh Tu Đà Quần có thể chết vì Đức Thế Tôn là như vậy. À, vì người ta cho mình, à, cái này là gần như là gì, đạt đến cái chỗ đó là không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa, à, thì là quý quá quá rồi. À, thành ra đó là gì, người đó xứng đáng để cho mình phục vụ hết mình, người đó xứng đáng để cho mình chết vì, đã chết vì. À, bắt đầu sau khi Đức Thế Tôn ngài nói vậy xong, cái ngài mới nói tiếp này các tỳ kheo, sự gặp gỡ các bậc thánh nhân đó là sự an vui, à, sự sinh hoạt làm việc chung hay là sống chung với những người này đó cũng là sự an vui, cũng là sự hạnh phúc. À, trái lại, à, gặp gỡ nè hay là thấy kẻ ngu quá, rồi là gì, à, sinh hoạt làm việc cộng nghiệp chung với họ đó, à, thì tất cả đều là đau khổ. Nói vậy xong ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ. Hôm thứ hai chúng ta đã học xong câu 206, hôm nay chúng ta học đến câu 207. Đức Thế Tôn ngài thuyết ba la sangatachari hi di khamattha na so chati dukkho ba le hi sangvaso amitte ne vasappada thiro cha sukha sangvaso nyati nang va samma gammo. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: người ngu ai đã sống chung, phải mang sầu muộn, biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi, cũng dường như thế kết đôi bạn thù. À, rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa nè. À, thì đây là ba cái bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali, qua cái phần gợi ý của Duyên Sự. À, thì xin thưa quý vị, cái Duyên Sự này có ba câu kệ. Ba câu kệ này mà bà con chúng ta có đọc qua thì chúng ta sẽ thấy đại ý của từng câu như thế này. Câu 1 đó, Đức Thế Tôn ngài nói đó ha, là mình gặp hay là mình thấy người trí nè, hoặc là người ngu đối lại với nhau vậy đó. Nói tóm lại ở trong cuộc đời này có hai hạng người vậy. Thì ở cái duyên sự, ở cái ngữ cảnh, ở cái trường hợp này đó, con người Đức Thế Tôn ngài phân ra làm hai thôi, là người thiện và người ác. Thì xin thưa quý vị, cứ hễ khi nào mà mình còn luân hồi thì khi đó đó mình gặp cả hai.
và tùy thuộc vào cái sự huân tu của mình như thế nào. Nếu mình tạo được thiện nghiệp nhiều thì mình được gặp người thiện nhiều hơn là người ngu. Nhưng ngược lại, cái sự huân tu của mình mà hơi nghèo, hơi ít, tức có nghĩa đó là cái thiện nghiệp mà mình tạo hơi ít á, nghiệp bất thiện mình tạo nhiều quá, do đó mình sẽ ít gặp người thiện. Còn người ngu đó thì mình gặp nhiều hơn. Người ngu thì mình gặp nhiều hơn. Cái câu kệ số 1 mình hiểu là y là vậy. Rồi đến cái câu kệ thứ 2, gặp gặp thấy rồi thì là mình sẽ có cộng nghiệp với họ, mình có sinh hoạt mà có làm việc chung với họ, mà sinh hoạt làm việc chung tức có nghĩa đó là gì? Có cộng nghiệp, cộng khẩu nghiệp nè, cộng thân nghiệp nè. Cái đại ý của cái câu 2 là như vậy. Mới đến cái câu 3 đó. Mới đến cái câu 3. Cái câu 3 đó là gì? Mình tự bản thân của mình đó, xác nhận hiểu ra vậy. Cái bắt đầu là gì? Mình chọn, chọn để mình cộng cái loại nghiệp nào. Cộng loại nghiệp thiện hay là cộng loại nghiệp bất thiện. Từ chỗ đó dẫn đến mình sẽ hưởng kết quả hoặc là bị kết quả. Thì ở cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn lại khuyên là gì? Dĩ nhiên là nên cộng nghiệp với người thiện rồi, cộng nghiệp với người trí rồi. Vì rằng đó, cộng nghiệp với người thiện, cộng nghiệp với người trí đó, thì mình sẽ tác tạo được cái nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện thì dẫn đến cho quả an vui. Đó là đại ý của cả ba câu vậy. Thì sau khi mà mình biết cái đại ý vậy rồi, mình hiểu cái ý nghĩa tổng quát vậy đó, bắt đầu giờ tùy thuộc vào cái khả năng chia sẻ của mình đến đâu, tức là tùy thuộc cái khả năng đó, tùy thuộc cái khả năng liệt kê các cái thói hư tật xấu của người ác đến đâu, để chi xin thưa quý vị, để qua đó, đó khi đụng chuyện, khi mình thấy mình gặp cái trường hợp dạy 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 là mình biết đây là cái biểu hiện, cái hiện bày của người ngu, của người ác ngu. Từ cái chỗ đó đó, cái mình sao xin thú gì? Mình sợ hãi, mình nhàn ăn, không cộng nghiệp, tức là không có sinh hoạt, không có làm chung với cái người ác ngu đó. Rồi bản thân của mình cũng không có làm những cái việc tương tự vậy. Tức là mình có cái sự thu thúc thân hạnh, có cái sự thu thúc khẩu hạnh, nhờ có cái sự thu thúc thân hạnh, có cái sự thu thúc khẩu hạnh đó đó, thì mình mới có được cái sự an lạc sau này. Nhưng mà xin thưa, cái khả năng liệt kê các cái thói hư tật xấu này của mình mà có giới hạn đó, thì điều đó có nghĩa là cái gì? Là những cái hiện bày của các cái thói hư tật xấu này nè, hay là những cái hiện bày của cái gọi là việc bất thiện, điều bất thiện này nè, đôi khi mình nhận ra được. Đôi khi mình nhận ra được, mình không nhận ra được rằng cái khẩu nghiệp như thế này là bất thiện, cái thân nghiệp như thế này là bất thiện. Vì mình không có nhận ra được như vậy, cái thành thử ra là gì? Mình vẫn cứ làm, và rồi mình cũng làm chung với người ta, mình cũng sinh hoạt chung với người ta, tức là cộng nghiệp chung với người ta luôn. Mình cộng nghiệp chung với người ta luôn. Thì điều này đó được chứng minh như thế nào, điều này được hiểu sâu sắc như thế nào, xin thưa, ở trong cái bài kinh mà trong ở bài kinh được ghi lại trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Cấu Quế, xin thưa gì? Thì ở cái bài kinh này, nội tâm mình có câu quê, thì mình phải biết nội tâm có câu quê. Nội tâm không có câu quê, mình phải biết nội tâm không có câu quê. Nội tâm có câu quê nhưng mà không có biết nội tâm có câu quê. Nội tâm không có câu quê nhưng mà cũng không có biết là nội tâm không có câu quê.
Đó thì trong bốn cách này hay là trong bốn hạng người này nè, à, thì cái hạng người mà nội tâm không có cấu quế, biết rõ ràng như thật nội tâm không có cấu quế, đây là hạng người ok, hạng người hoàn hảo. Dạ, hạng người ok, hạng người hoàn hảo. À, tức có nghĩa ra là nội tâm của người ta không có còn tham lam sân hận si mê, thì người ta biết không còn tham lam sân hận si mê, vì rằng ha, hiện bày qua thân hành khẩu hành ý hành á, không có liên hệ đến tham lam sân hận si mê. Từ chỗ đó người ta biết nội tâm không có cấu quế, là nội tâm không có cấu quế, hạng người này là hoàn hảo rồi. Hạng người thứ hai đó là nội tâm có cấu quế nhưng biết nội tâm có cấu quế, khi tham sanh lên biết là tham nó mới vừa sanh, sân sanh lên thì biết sân nó mới vừa sanh, si sanh lên biết si nó mới vừa sanh, ganh tị sanh lên thì biết ganh tị nó mới vừa sanh, vân vân và vân vân. Từ cái chỗ mình biết nữa, nội tâm có cấu quế vậy thì bắt đầu là gì, mới từ bỏ nó. Đã biết có cấu quế mới từ bỏ nó, biết sai thì bắt đầu mình mới từ bỏ cái sai đó, tức là mình sửa cái sai đó. Còn mình mà không có biết sai ha, mình không có biết cấu quế thì thử hỏi bà con chứ lấy cái gì để mà sửa. Sửa cái gì bây giờ? Thành thử ra là thành thử ra đó là gì? Cái khả năng liệt kê của mình về các cái thói hư tật xấu nó hiện bày qua thân hành khẩu hành mà càng rộng rãi nhiều chừng nào thì điều đó có nghĩa là cái gì? Là mình biết cái pháp bất thiện nó hiện bày theo nhiều phương diện, nhiều cách khác nhau. Khi nó hiện bày lên vậy, mình thấy, mình biết đó là nghiệp bất thiện. Qua lời nói, qua việc làm, mình xác định, mình biết được đó là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện tất yếu dẫn đến quả khổ đau. Từ đó mình mới thu thúc lại thân hành, mình mới thu thúc lại khẩu hạnh. Chứ còn này ha, là bà con chứ giờ mà mình không biết, giờ mình không biết đó, cái làm sao đó là mình thu thúc được. Một cái việc làm nào đó mình không biết nó là đúng hay là sai, thì làm sao mình rút kinh nghiệm được làm sao mình sửa được vì mình đâu có thấy nó là sai đâu, mình đâu có cho rằng nó là sai đâu, mà người ta bắt mình sửa thì làm sao mình cam tâm tình nguyện sửa được. Giống như một cái lời nói nào mình nói ra mà bản thân của mình không thấy rằng cái lời nói đó là sai, cái lời nói đó là bất thiện, người ta hiểu mình lành thay đạo cũ, thu thúc cái miệng lại, mình không thấy nó sai làm sao mình thu thúc được, xin thú gì. Giả sử như ha, cái người khuyên của mình đó là một bậc chân nhân, một bậc tôn túc, một người mà đạo cao rất trọng nào đó đó, thì trước mặt mình tôn trọng vậy thôi chứ sau lưng đó là mình cũng cũng đâu có nói cái gì sai đâu mà biểu cũng sửa. Bà con chúng ta mong ha, bà con chúng ta hãy chiêm nghiệm suy gẫm để thấy ra được cái tính hợp lý ở cái chỗ này. Cái sai mình cũng phải thấy ha, thấy cái sai đó nó biểu hiện ở trên mọi phương diện. Phương diện nào mình cũng thấy nó là cái sai đó ha, thì bây giờ mình mới có thể sửa được. Nếu mình không thấy thì là mình không có sửa được. Phương diện lời nói cũng vậy ha, phương diện việc làm cũng vậy. Thì từ cái chỗ đó đó mình mới sửa. Vậy thì ở đây nè, cái câu kệ này Đức Phật ngài dạy rằng ha, ba la sangatachari, tức là cái sự sinh hoạt hay là cái sự làm việc chung với người ngu. Thì sinh hoạt làm việc chung với người ngu, thì người ngu ở đây đó mình phải hiểu gì? Người ngu này đối lại với người trí, đối lại với bậc Bandita. Mà người trí hay là người ngu này đó thì được định nghĩa ở trong kinh Hiền Ngu, trung bộ kinh đấy, xin thú vị. Người trí là người có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Ngược lại người ngu là người có thân
ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Và thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh đây mình hiểu rộng ra đó là thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện. Dạ, thì từ cái chỗ này bắt đầu mình mới phải hiểu thân bất thiện nó được hiện bày ra như thế nào, khẩu bất thiện nó được hiện bày ra như thế nào, ý bất thiện nó được hiện bày ra như thế nào. Hiểu gọn là gì? Suy nghĩ cái gì mà nó không có lợi cho mình, không có lợi cho người đó, thì đó được gọi là ý bất thiện. Nói lời nào đó đó ha, mà nó không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì đó được gọi là khẩu bất thiện. Làm một cái việc nào đó mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì đó được gọi là thân bất thiện, thân nghiệp bất thiện. Dạ, mình hiểu gọn là vậy. Rồi tùy thuộc vào cái khả năng phân tích chia sẻ của mình để mình hiểu được thân bất thiện hiện bày ra làm sao, 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 sao. Đó, thì ở đây mình rút gọn lại nữa này ha, rút gọn lại một cái phương diện khác này ha, thì người ngu là gì? Người ngu đó là người mà sống không có ý thức trách nhiệm đối với thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Từ cái chỗ đó là gì? Khi mà mình mà sinh hoạt mình mà làm chung với họ đó, đó thì thường đó là mình hay dọn dẹp giùm cho họ. Quý vị để ý vậy coi có đúng không? Mình sinh hoạt mình làm việc chung với họ đó, mình gần như là ôm xô, gần như là ôm xô. Ví dụ như là ra quét rác chùa chung, hai ba người vậy đó, ra quét đã đời ông địa ha. Đáng lẽ đó là quét rác xong ha thì là gì? Người ta phải gom rác mà ha, bỏ vô xe. Sau khi gom rác bỏ vô xe xong rồi phải đẩy cái xe rác đó đi đổ rác, rồi đưa cái xe rác đó về bỏ lại ngay chỗ cũ, gom góp chổi, các dòng nơi quy định. Thì như vậy mới xong công việc. Còn bây giờ mình làm chung với họ đó gì? Ra quét vui vui đó kìa, họ quét buồn buồn đó gì? Họ ngồi rồi hoặc là gì? Quét xong cái họ không hút rác để đó cho mình làm, hoặc là gì, hút rác xong cái họ phụ đẩy xe đi đổ rác, để cho mình đẩy xe đi đốt rác, đi đổ rác, hoặc là gì, có đi đổ rác xong cái về không có đẩy xe vào cái chỗ quy định, không có gom chổi đồ này kia cái nọ đó. Mình làm chung với họ đó là thường phải ôm xô vậy, phải bao chót vậy. Đó là cái đặc tính của người ngu, là người sống thiếu ý thức trách nhiệm đối với thân hành, đối với khẩu hành, đối với ý hành. Thì tùy thuộc vào cái người ngu này ở cái cấp độ nào, xin thú vị, ngu siêu đần độn này, hoặc là ngu mà theo cái kiểu là ác. Ác tức có nghĩa là gì? Họ cũng khôn, họ cũng ranh, ranh ma lắm. Nhưng mà là hơi ác tí. Dạ, hơi ác tí, họ sống cũng có trách nhiệm, nhưng mà cái trách nhiệm của họ đó thường là gì? Dành phần thắng, dành phần lợi. Vậy mình họ nó bị biểu hiện đa dạng vậy đó, xin thú vị. Thì tùy thuộc vào cái sự nhận định, nhận diện của mình về cái hiện bày thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện đó tới đầu. Để từ cái chỗ đó đó mà mình, bản thân của mình ra thấy ra được rằng cứ hễ khi nào thân bất thiện được làm, khẩu bất được làm, ý suy nghĩ bất thiện được làm, được làm tức là được tạo ra đó, xin quý vị, thì dẫn đến cái hậu quả khổ. Cả mình nhớ vậy đó là tức là có chánh niệm, còn mình hiểu biết rõ ràng vậy đó là có chánh kiến, thì dẫn đến mình có thu thúc thân hành, có thu thúc khẩu hành, có thu thúc ý hành. Thì thu thúc thân hành, khẩu hành, ý hành này là thu thúc cho mình chứ không cho ai cả. Dạ, bản thân mỗi người chúng ta đã phải nhớ ra một cái điều vậy, tu trước hết là cho mình, thu thúc trước hết là cho mình. Khi mình thu thúc được thì bây giờ mình mới có thể tạo ra một cái tấm gương sáng để cho người khác người ta noi theo, người ta rọi, người ta noi theo. Tu là như vậy đó. Dạ, tu là như vậy đó. Thì mình sống chung với cái mình sinh hoạt mình làm việc chung với người bất thiện đó, họ thiếu cái trách nhiệm vậy đó, thì xin thưa quý vị đó ha, một ngày thì được
Có đôi khi đó là do cái tâm nhẫn nại của mình tốt đó, thì là 5-7 ngày, 5-3 tháng. Chứ mà làm suốt vậy đó thì thử hỏi bà con chứ có đủ kiên nhẫn để nhẫn nại nữa không? Hay là gì? Dẫn đến bực bội, tức tối, khó chịu, buồn phiền, phiền muộn. Phiền là cái chắc. Phàm, đối với phàm phu mình không có cái khả năng kiên nhẫn nhẫn nại tốt vậy đâu. Nhất quả tam mà xin thưa quý vị, 3 lần là bắt đầu gì khởi lên sự khó chịu bực bội rồi. Như giờ chúng tôi ví dụ ha, cái room của chúng ta đó sinh hoạt tự tự nguyện nè, cứ ngày thứ tư đó là do chúng tôi đảm trách. Nhưng mà liên tục chừng 2 ngày chúng tôi không những vào room mà không có nói, không có năng gì hết đó. Đó thì lúc đó tôi thử hỏi bà con chứ bà con có khó chịu không, có bực bội không? Nói 2 lần có thể cũng còn kiên nhẫn, 3 lần đi, 4 lần đi, buồn phiền phiền phức đi. Buồn phiền phiền phức là mình phải là gì, đi thỉnh giảng sư khác nè, hoặc là gì lên để nói cho tất cả mọi người trong room. Vậy 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 đôi khi đó xin thú gì có khi phải nói láo luôn đó. Thì nếu ha mà bản thân của chúng ta không có nhận, không có sợ hãi đó, đối với cái quả khổ á, đối với nhân khổ đó, thì có khi đó nói láo để chống chế luôn. Từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy đó là gì, có phải đó là vệ sinh hoặc làm việc chung với cái người ngu dẫn đến buồn phiền phiền muộn quậy quậy không? Thì từ cái chỗ đó sẽ dẫn đến là gì, khi mà mình sống chung, mình cộng trú chung với cái người ngu mà thì là phải đau khổ, phải đau khổ rồi. Phải đau khổ. Thì sống chung với cái người ngu đó ha, thì giống như là gì, mình sống chung với kẻ thù vậy đó. Vì do người ngu họ không có ý thức trách nhiệm đối với thân hành khẩu hành ý hành của họ vậy đó, thì họ sống không có tôn trọng, yêu thích, kính mến cái thiện chi cả. Do vậy là gì, mình mà sống chung với họ nè ha, là dẫn đến gì, dễ mất mát. Mất mát tài sản, mất mát sức sức khỏe nè, mất mát danh vọng địa vị, mất mát đủ thứ. Từ cái chỗ đó mình thấy người ngu có phải giống như kẻ thù không? Đó, quờ quạng là gì? Nó kề dao vô cổ của mình luôn. Kiếp vậy. Thành ra đối với người ngu đó, thì khả năng tế độ của mình được tới đâu đó, tức là mình thể hiện tâm từ tâm bi của họ được tới đâu, thì thể hiện. Chứ đừng có cộng trú, đừng có sinh hoạt, đừng có làm việc chung với họ. Có một câu chuyện mà không biết bà con chúng ta có nhớ hay không, là ông Bá Hộ mà ông hộ độ cho một cái vị Phật Toàn Giác đó. Ông thấy có một cái kẻ ăn trộm nằm ngoài đình, lòi 2 cái chân ra, cái ông nói tướng này mới đi ăn trộm về nè. Cái từ đó cái anh thanh niên này mới kết quan trái với ông, đốt ruộng của cái vị phú hộ này 7 lần, giết bò, giết ngựa 7 lần, rồi biết cái vị bá hộ này đó là hộ độ cho Phật Toàn Giác, cho nên đốt luôn cái hương thân của Phật Toàn Giác. Nhưng mà may mắn thay cái ông bá hộ này là một người đại thiện tâm, cho nên đó là gì, sau khi mà cái am thất của Phật bị đốt đó, thì ổng mới cười, ổng quan hệ, ổng nói đây là cái cơ hội điều kiện để ổng được tái tạo lại một cái hương thất mới cúng dường đến cho Phật. Sau khi ổng làm một cái hương thất khác tốt đẹp hơn cúng dường đến cho Ngài, thì ổng mới hồi hướng cái phước đến người phá phá cái hương thất đó, ổng nói nhờ người đó đó, cho nên ông mới có cái điều kiện cất cái hương thất mới để cúng dường đến cho Phật đó. Thì khi nghe hồi hướng nghe chia phước đến cho mình vậy, cái anh chàng đó quan hỷ trường mặt ra, nó ơi tôi nè,
À, tôi là người đốt mà. À, thì ông này ông cũng chia phước cho anh vậy vậy vậy. À, thì khi thấy ông bá hộ đó chẳng những không thù không ghét, không có bắt bớ mình em mà còn chia phước cho mình đó, thì được nước lớn tới. Nói vậy à, vậy thôi ông cho tôi vợ con tôi đến làm công làm thuê cho ông để nương náu luôn. Đó thì ông bá hộ đó ông nói phước tôi cho anh, nhưng mà cho chú, nhưng mà tôi không có thể sống chung với chú được. Đó là vì sao à? Ở đây trong cái câu chuyện nó không nói, nhưng mà mình phải hiểu là cái gì. Chú đã đốt ruộng của tôi nè, chú đã giết bò giết ngựa của tôi nè, bây giờ tôi ở chung chú rồi chú giết luôn tôi thì sao? Sống chung với người ngu sống giống như là sống với kẻ thù là như vậy đó. À, còn người có trí nè sống an lạc. À, giống như đó là vì đoàn tụ với bà con vậy. Thì người có trí đó là người hiểu thấy ra được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, tất yếu dẫn đến quả khổ đau người trí không làm. Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện dẫn đến quan lạc người trí làm, người trí sống theo vậy, cho nên người trí sống an lạc. À, giống như đó là đoàn tụ sống chung với bà con. Thì cái chữ bà con đây mình cũng hiểu là gì. À, bà con ở đây đó mình hiểu là gì, là thân bằng quyến thuộc phát sanh lên từ cái nghiệp thiên. Còn mà mình hiểu rộng ra chi tiết ở cái chỗ này đó thì cũng kẹt cái xíu gì. À, thân bằng quyến thuộc có khi là gì, làm thân bằng quyến thuộc để đòi nợ lẫn nhau. À, có khi làm thân bằng quyến thuộc để ủng hộ nhau, nhưng mà có khi làm thân bằng quyến thuộc để đòi nợ lẫn nhau. Làm thân bằng quyến thuộc để ủng hộ lẫn nhau đó, thì đó là cái quả của nghiệp thiện. Nhưng làm thân bằng quyến thuộc để đòi nợ lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau, thì đó là kết quả của nghiệp bất thiện. Kết quả của nghiệp bất thiện về tất yếu không dẫn đến sống an lạc hạnh phúc. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy, xin thưa quý vị. Vậy thì cái câu kệ này chúng tôi tán rộng ra vậy rồi, bà con chúng ta mong bà con chúng ta kinh nghiệm suy gẫm, để mình thấy ra được, khi mà mình sinh hoạt làm chung với người ngu, thì nên tránh, nên tránh, và phải thấy cho được cái hiện bày của người ngu ra làm sao thì mình mới tránh được, mình mới không có gần gũi được. Từ cái chỗ đó đó đi dần già, mình mới trở thành được người trí. Mình mới trở thành được người trí thì lúc đó, đó bản thân của mình sống được cái sự an lạc hạnh phúc. Rồi từ cái chỗ đó mình không có làm thân thiện, thân khẩu ý ác nghiệp vậy đó, mà mình làm thân khẩu ý thiện nghiệp đó, thì bắt đầu mới cho mình cái quả. Cái quả đó có thể mình được gần gũi với các bậc thiện trí thức nè, nhờ gần gũi các bậc thiện trí thức, các bậc thiện trí thức đó làm đối tượng làm cảnh, để mình bắt chước mình sống theo, mình trở thành người có trí. Ước mong tất cả chúng ta đều được trở thành bậc thiện trí thức trong một ngày sớm nhất. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 207 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin hướng nguyện phần công đức pháp thí này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú sa thú Lành Thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn.